Bữa giờ hả, em kiếm hoài luôn. Hôm nay em mới chốt được một cân sừng trâu đã. Em thấy mấy anh chị hay chấm với muối ớt nè, chấm kéo nè. Nhưng mà em fan ruột mắm ruốc nha. Em sẽ chấm mắm ruốc. Cá nhân Mai thì Mai thấy ăn giống xoài bao tử, nhưng mà nó chua đậm đà hơn một chút xíu. À, mọi người, nó sơ sơ một chút xíu xíu mà ngon thật sự. Cái vị chua kiểu đậm đà à, cái quả ở bên lúc mà anh nhận thì nó hơi xấu xí. Lúc mà mấy anh chị hạ xuống thì xanh mà chắc cái mũ chạy ra mọi người ha. Cầy ơi, cầy ơi, cầy cho chị quay video chút cầy ơi. Cầy phải không cầy à, phá quá phá. Ngon mọi người ơi, ngon lắm. Chờ em sửa cày lại chút xíu nha. Bữa hôm Mai có ăn qua trái Maxim và quả sổ thì hai trái đó Mai cảm thấy là nó có một cái đặc điểm chung là sơ nhiều. Cái này thì nó ít sơ hơn một chút xíu. Chua hơn xoài bao tử luôn á. Chán bao tử nè. Vô hệ mọi người ơi. Đây. Một cái em này ăn bị cuốn nha. Maxim nè, trái sổ nè, trái me rừng nè, và trái sừng trâu. Trái sừng trâu ngon nhất nè. Xong đến quả sổ, xong hết me rừng, xong đến Maxim. Đó là cái cảm nhận cá nhân của Mai nha mọi người nha. À, mời mọi người nhé.